chào tất cả các bạn. Hôm nay ở trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thử cây sáo, đó cây sáo bầu các bạn nhé. Đây là cây sáo bầu Phúc Công C. Đó, các bạn bịt hết những cái lỗ như này. Đằng sau có cái lỗ này. Và đằng trước có 6 cái lỗ nhé, đằng sau một lỗ là 7. Các bạn bịt hết 6 lỗ trước và một lỗ sau vào. Sau đó chúng ta thổi nhẹ này. Các bạn chỉ cần ngậm vào thổi ra rất đổi nhé. Đó, đó là cái bước dễ nhất để thổi cái sáo bầu. Các bạn thử bỏ hết ra này. Đó, đó là cái lỗi tất cả các bạn mới học sáo bầu đều bị như thế. Đó là thổi hơi nhẹ, rất nhẹ vào sáo nhé. Đó, sau khi chúng ta thổi, chúng ta muốn thổi sáo bầu được thì chúng ta phải thổi mạnh. Đó, tiếng tu 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 đó là tiếng chính xác của sáo bầu ấy nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ bịt hết các nốt vào và chúng ta sẽ thổi đấy. Đó, hai luồng hơi nhá. Sáo bầu mình sẽ thổi hai luồng hơi. Thổi nhẹ này. Thổi sòn đúng không ạ? Đồ ấy. Đó, với cái luồng hơi thứ hai thì chúng ta sẽ thổi ra cái nốt đó nhá các bạn nhá. Đồ re mi fa sol la si đố đấy. Đấy, đồ re mi fa sol la đô rế nhá. Đó, đó là cái luồng hơi thứ hai. Nếu mà các bạn thổi cái luồng hơi thứ nhất ấy vào thì cháu nó như này này. 9/10 các bạn thổi sáo bầu sẽ mắc cái lỗ này các bạn nha. Đó. Đây này các bạn nhìn này. Đó, đó là cái cách mà cái thổi cái sáo bầu. Các bạn thổi mạnh hơn một chút. Dùng tạm vậy làm nào bây giờ, phải có băng dính xong rồi dính mà thôi kệ tí rồi con bảo nó gửi cái khác thế vậy là cái cất đấy con có biết đâu qua thì con à không phải cái đây là cái túi không phải đây là cái túi thôi kệ mai thì con bảo nó mua cái mới đấy một sấp mà trẻ con nó nghịch mà biết đâu cái sáo bầu này thì thổi rất là hay các bạn nhé. Các bạn có thể thổi bài thần thoại này, rồi là rất là nhiều bài khác. Đó là một số cái giới thiệu của mình về sáo bầu các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Đây là tổng quan là cái sáo bầu của mình. Sáo bầu của mình thì gồm có bầu trúc và bầu ngọc các bạn nhé. Đồ trúc thì mình làm cái thân nó bằng quả bầu thật này và cái thanh ngọc nó bằng trúc tím. Còn với lại bầu giả ngọc ấy thì bên mình làm là nó bên mình sản xuất bên mình cung cấp thì nó là bầu bằng nhựa 100% các bạn nhé. Lưỡi gà thì bằng đồng. Còn ngoài ra thì còn có một loại bầu là bầu gỗ thân trúc và bầu gỗ 100%. Nhưng mà loại đó thì rất đắt. Ok, bye bye các bạn.